Câu chuyện về chiếc máy bay không người lái, nó bắt đầu với hai game họ Kang, có một cửa hàng làm đẹp ở thị trấn nhỏ. Hai game Bogon và UH sống trong cửa hàng. Hai game có tính cách trái ngược nhau và thường gây gỗ với nhau. Em trai Bogon sắp đi tình nguyện trên một hòn đảo hoang. Anh trai UH muốn đi cùng cho bằng được. Rất nhanh bọn họ đã đi tới đảo, em trai bận nhặt rác trên đảo. Còn anh trai thì ngồi trên bãi biển chơi với máy bay không người lái, dự định dùng công nghệ hiện đại giúp em trai tìm rác. Đó là lý do vì sao chiếc máy bay không người lái xuất hiện trước mặt Mokha. Bởi vì quá tò mò, Mokha đuổi theo máy bay không người lái suốt chặng đường dài. Sau đó cô nhặt chiếc máy bay bị rơi lên và chơi với nó bằng nhiều cách khác nhau. UH thấy điều này, anh ấy ngay lập tức phát điên. Anh vội chạy tới phía trước, bảo Mokha đừng đụng vào đồ của mình. Nhìn chàng trai trẻ ở trước mặt mình, đôi mắt của Mokha đầy sự ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người sau nhiều năm sống trên hòn đảo hoang này. Mokha ngay lập tức bật khóc và ôm lấy UH. 15 năm rồi, cuối cùng cô cũng có thể rời khỏi nơi đây. Hai em họ Kang đưa Mokha lên tàu, trở lại với thế giới mới. Mokha rất tò mò nhưng cũng tràn đầy niềm vui. Bây giờ mọi người đều có cho mình một chiếc điện thoại di động. Đó là công nghệ cao nên Mokha không thể hiểu được. Thế giới đã thay đổi rất nhiều. Mokha vẫn chưa thể thích nghi với cuộc sống hiện tại. Biết Mokha bị mắc kẹt trên hòn đảo hoang suốt 15 năm, em trai Bogon mua cho Mokha một đôi giày mới và giúp cô ấy mang nó bằng chính đôi tay của anh. Mokha không cầm được nước mắt, đôi giày thể thao cũ dưới chân cô đã rách nát, khiến cô nhớ lại Kiho, người đã động viên cô bỏ trốn. Anh trai UH là một phóng viên của một công ty giải trí. Anh ấy nhận thức câu chuyện của Mokha là một tin tức lớn, vì vậy đã nhanh chóng quay video và phỏng vấn Mokha. Bây giờ Mokha đã 30 tuổi, dù sống ở trên đảo hoang nhiều năm, nhưng lòng cô vẫn còn đọng lại tuổi 16 học sinh cấp 2. Vì để tìm hiểu thêm câu chuyện ở đằng sau hậu trường, UH có kế hoạch lấy thêm thông tin từ Mokha, vì vậy anh đã đưa cô ấy trở về quê hương. Đi được nửa đường, Mokha đột nhiên hét lên yêu cầu UH dừng xe, sau đó cô chạy tới tấm biểu ngữ ở bên đường. Hóa ra trên đó có tên nữ thần tượng của cô ấy. Đây là tấm biểu ngữ cho lễ kỷ niệm được tổ chức ở một ngôi làng nào đó. Nữ thần tượng là một trong những vị khách được mời đến. UH nghĩ rằng anh đã tìm thấy câu chuyện ẩn sâu bên trong, cho rằng Mokha là fan cùng bỏ nhà đi gặp thần tượng. Chẳng mấy chốc Mokha đã trở lại ngôi nhà cũ của mình. 15 năm trôi qua, nhà của cô đã bị một người dân khác chiếm lấy và biến thành một cửa hàng nhỏ. Mokha nói ra danh tính thật của mình. Người dân trên đảo nghĩ cô quay lại đây để chiếm lấy ngôi nhà, ngay lập tức đuổi cô ấy ra khỏi cửa hàng. UH dùng kiến thức pháp luật để giúp Mokha giải quyết vấn đề này. Hai người đàn ông nói không nên lời. Mokha cũng giải thích với hai người đàn ông, cô quay lại đây chỉ để hỏi về tung tích của Kiho. Nhắc đến Kiho, người đàn ông tỏ ra rất phẫn nộ. Kể từ khi Mokha rơi xuống biển và biến mất, Kiho dường như phát điên. Anh ấy mỗi ngày bỏ học để đi ngắm biển. Cuối cùng anh ấy không chỉ bỏ nhà đi, mà còn báo cảnh sát rằng người bố đã bắt nạt anh trong nhiều năm qua. Người bố cũng đã tìm kiếm con trai trong suốt bao năm qua. Đã hơn 15 năm, vẫn chưa có tin tức gì về Kiho, không biết anh ấy ở đâu, còn sống hay đã chết. Mokha đi tới nhà của Kiho, ngôi nhà này hiện đang bị bỏ hoang. Đi vào bên trong, Mokha nhìn thấy tờ ghi chú, bên trên viết rằng, nếu ta đủ tha thiết, đến một ngày ước nguyện sẽ thành theo cách không ngờ nhất. Đây cũng là những lời mà Kiho đã từng nói với Mokha. Sau khi xem nó, Mokha tin rằng Kiho vẫn còn sống. UH hỏi Mokha không hận Kiho sao, nếu không vì anh ấy, cô đâu phải sống 15 năm trên hòn đảo đó. Mokha lắc đầu, cô không hận Kiho, ngược lại càng biết ơn anh ấy vì đã giúp cô bỏ trốn. Mokha nói với UH, cả cô và Kiho không chỉ bỏ nhà đi, mà còn chạy trốn để có thể sống. UH để ý đến đôi giày thể thao cũ rách của Mokha buộc vào cặp sách. Đây là món quà mà Mokha trân quý nhất trong cuộc đời. Đến lúc UH phải quay trở lại Seoul, nhưng Mokha đã nhờ anh ấy giúp mình mua vé đến Seoul. Cô ấy đã lãng phí 15 năm trên đảo hoang, bây giờ cô không muốn ở lại hòn đảo ở quê nữa. Mokha muốn đến Seoul để gặp thần tượng của mình, nếu không thì mọi thứ đều vô nghĩa đối với cô trong suốt 15 năm qua. Sự kiên trì của Mokha đã khiến UH cảm động, cuối cùng anh đã giúp cô mua vé tàu, vì không muốn Mokha sống ở ngoài đường. UH chỉ đơn giản là để cô ấy bí mật sống trên gác mái nhà anh. UH hỏi cô ấy về kế hoạch tiếp theo. Theo quan điểm của UH, thế giới của người lớn cần phải có kế hoạch cụ thể. Mokha nhớ lại trước đây cô từng có rất nhiều dự định, nhưng sau khi sống trên hòn đảo hoang, cô phát hiện ra rằng kế hoạch bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi. Thay vì lập kế hoạch cho tương lai, cô nghĩ mình nên sống trọn thời điểm hiện tại. Trong lúc nói chuyện, Mokha cảm thấy tính cách của UH rất giống với Kiho. Điều này khiến UH rất quan tâm. Anh thậm chí còn nghi ngờ mình là Kiho bị mất trí nhớ. Em trai Bogon trợn tròn mắt, cảm giác như anh trai UH chỉ đang kể lại cốt truyện của một bộ phim thần tượng. UH không can tâm chút nào. Tờ ghi chú mà Mokha tìm thấy ở nhà Kiho, những gì viết trên đó là những gì mà mẹ Kiho đã từng nói với anh ấy. Đó cũng là câu nói mà người mẹ của hai anh thường hay nói. Ngày mai là lễ kỷ niệm, Mokha sắp được gặp nữ thần tượng của mình. Cô kéo UH đi cùng với mình. Mokha dậy từ sáng sớm chuẩn bị nhiều bóng bay xanh lá. Đây là bong bóng chính thức của nữ thần tượng. UH không khỏi nhắc nhở Mokha, nữ thần tượng mà cô tôn thờ bây giờ không còn tỏa sáng nữa. Mokha không quan tâm, cô tiếp tục thổi bong bóng. Thực ra lúc rời khỏi đảo hoang, Mokha đã nghe tin tức về nữ thần tượng nhưng cô mặc kệ, dù sao thì đó mãi là nữ thần tượng của cô. Mokha vui vẻ phân phát bóng bay cho các cô, các chú đến xem lễ kỷ niệm, ngoài ra còn bảo bọn họ vẫy tay thật mạnh trong lúc nữ thần tượng biểu diễn. UH ở trong xe không nói nên lời, thời nay ai lại đem bóng bay đến buổi biểu diễn chứ? Mokha kéo UH ra khỏi xe, cô nhờ anh ấy phân phát số bóng bay còn lại. Nữ thần tượng của Mokha là Gian Chu, ngày nay chẳng còn ai quan tâm tới Gian Chu nữa. Ban tổ chức hy vọng cô ấy sẽ hát live. Gian Chu lo lắng sẽ không có ai nhớ đến bài hát của mình. Vì để không bị mất mặt, Gian Chu đơn giản uống cạn một chai rượu lớn.
quản lý rất lo lắng, anh muốn tìm ca sĩ dự bị cho Gian Chu tạm thời. Mộc Hà tình cờ nghe thấy điều này, vì thế cô tình nguyện hát hòa âm cho Gian Chu. Trước khi lên sân khấu, quản lý yêu cầu Gian Chu tắt micro, chỉ hát nhép với ca sĩ thay thế là được. Gian Chu bước lên sân khấu trong tình trạng say khướt, cô tưởng rằng khán giả sẽ bỏ rơi mình, nhưng thực chất là đầy bóng bay màu xanh lá, những tiếng hét phấn khích lấp đầy hàng ghế. Chính lúc này Gian Chu như đã trở lại sân khấu vào thời hoàng kim, ánh đèn sân khấu và tiếng reo hò bao quanh xung quanh, như thể cô ấy vẫn là nữ hoàng nhạc quốc ngày xưa. Mộc Hà với hai quả bóng bay màu xanh lá trên đầu đang nhìn Gian Chu đầy sự phấn khích, cuối cùng cô cũng đã gặp được thần tượng trong mơ của mình. Âm nhạc vang lên, Gian Chu do dự một lúc rồi mới bật mic. Gian Chu rất lo lắng, tuy nhiên sau đó cô càng đắm chìm trong việc ca hát. Hai người họ đã phối hợp với nhau một cách hoàn hảo. Sau khi hát xong, khán giả vỡ òa trong tiếng vỗ tay và cổ vũ nồng nhiệt. Gian Chu không khỏi bật khóc. Mộc Hà cũng tin rằng bất cứ điều gì xảy ra trong tương lai, cô không hối hận về quyết định của mình vào lúc này. Gian Chu ôm lấy Mộc Hà vỡ òa trong vòng tay Gian Chu, cuối cùng cô cũng đã tận hưởng được khoảnh khắc hạnh phúc này.